Bác sĩ. Mấy chiếc? Đâu hết chiếc rồi? Đâu hết chiếc rồi? Đâu hết chiếc rồi? Còn có 5 chiếc vậy? 2 chiếc mà. Mấy chiếc? Điểm coi mấy chiếc? 2 chiếc. Điểm lại coi phải 12 chiếc không? Mấy cục ba nè. Mấy cục hơn phú nè. Chơi Vinh Hưng đi. Vinh Hưng rồi. Ăn ngon rồi. Vinh Hưng ơi. Ăn ngon ngon. Đang làm gì đó? Đang làm khó quá. Ừ. Nè, Vũ đi sửa cho hết nè. Đậu rồng nè. Ngon quá nè, xem bóng mà. Đậu rồng. Vinh xuống lấy rổ Vinh. Thôi được rồi, để em mở đi. Bằng cái đậu rổ gì là đậu mốt kia là hôm nay. À đây. Bây giờ sáng sớm ra thu hoạch được như đây. Cái gì vậy? Trứng. Trời đã. Trứng đòi ăn trứng lộn. Hai chiều mới sợ không? Nè rồi, bắt nước lên đi lại cùng cho mình chắc nhà ăn. Dạ ai đi mua đồ ăn sáng về mà sáng hỏi ăn gì ăn trứng. Dễ sơ nó đi con. Cái này là bún bò nè. Giòn heo hết rồi. Hôm nay mua đồ ăn sáng để đây đồ ăn sáng ăn rồi đi ra ruộng. Mẹ đang chuẩn bị măng. Luộc sẵn luôn rồi, bỏ vô cái bịch. Rồi để cho con đi. Để bỏ thêm vô cái bịch nữa không? Cái bịch nè. Vậy là mẹ lấy trước 5 chiếc măng con này về. Rồi không ngày mai gửi cho anh là tiếng không? Chắc bữa nào có nó có điện cho. Bữa nào có á? Dạ, khi nào có rồi gửi. Nhớ có sớm với chàng. Chỉ để cô chú. Cô chú nếu mà đặt không kịp thì có thể hẹn lại em ngoài bữa nha. Đợi mưa bão này là phơi không được. À, nhưng mà cái này thì có quanh năm mà. Nhưng mà mình sẽ luôn có hàng mới cô chú ha. Giờ bắt đầu mình sẽ cho ra xe mấy cái này. Dạ. Chuẩn bị em bên xe trước. Dạ, thích rồi mọi người. Rồi bác nghỉ đi. Đó, cái bịch cho cái bịch bỏ xin cơm nữa không? Không có. Đó, cho cái bịch bự đó đi. Sách lên trước hay không? Phong sách chuyển đồ lên trước. Giờ Sơn Hà đang nằm đây. Máy bay ngoại đi Sơn Hùng. Sơn máy bay ngoại đi, ngoại về. Mốt cậu ra chơi. Rồi,
ba mới cho về nữa nghe. Bye bye, ôm cái đi. Hai đứa ôm cái đi. Rồi, tay cái ngoại chưa? Chưa bà ngoại chưa? Chào bà ngoại đi, hẹn gặp lại bà ngoại đi. Được rồi phải không? Rồi, chào cậu không? Rồi. Hai mốt cậu ra chơi. Thế gì tiền chưa? Xong đi rồi canh sắp xếp được rảnh rảnh rồi ba chở về chơi tiếp. Thế gì tiền đi? Thế gì tiền? Tiền gì kìa? Rồi, chị về sức khỏe nghe chị. Rồi bác về khỏe không bác? Rồi sáng sau dỗ con bác con ra chơi. Con đi má ơi, đi chị. Rồi, đi tiền ơi, về đi thôi. Dạ. Rồi. Con có măng thì gửi lên cho anh nghe, lên cho gửi cho khách. Dạ dạ. Để mai chị chạy xuống kêu coi coi. Có thì để nào có tiện cho. Rồi em về ha. Rồi giờ con đi đám lên tranh thủ về sớm xíu. Rồi chị xíu lên đi. Rồi rồi, bye bye cả nhà nghe. Chân Hà ngủ rồi.